Dạ, xin chào cô chú và anh chị đang xem kênh Công ty Nhà đất Quyền Trang Thái. Thì một ngày cuối tuần em xin chúc anh chị được nhiều sức khỏe nha, được nhiều niềm vui và luôn luôn hạnh phúc trong cuộc sống nè. Thì hiện tại em đang có mặt ở xã Phước Thuận, ấp Phước Thuận anh chị, xã Phước Thạnh thuộc thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang, để giới thiệu cho anh chị mình một vườn dừa với tổng diện tích là 4.335 m2. Thì chủ kêu giá là 1.6 tỷ trên 1.000 m2 nha. Đất mình đã có thổ cư sẵn luôn nha anh chị, và chủ đã hỗ trợ cắt sổ sẵn cho anh mình, cho anh chị mình luôn là 4 sổ riêng biệt nha. Và đường trước đất mình là đường công cộng luôn. Về con đường thì em sẽ nói cho anh chị mình dễ hình dung ha. Từ vị trí này nè, anh chị mình di chuyển theo trục đường này khoảng 400 m thôi là mình ra đường Trần Thị Điểu nè. Mình về phải là mình về hướng đường Mộc Quang để mình đi ra khu nghiệp Trung An nè anh chị. Còn mình về trái là mình ra quốc lộ 1A ha, ngay trường trung học cơ sở của Trung An, quốc lộ 1A về dòng xe Trung Lương nha anh chị. Và cái con đường này cũng là con đường thông nha, đường công cộng luôn nha anh chị. Đường công cộng trên sổ thì hiển thị có 1 m thôi, nhưng mà chủ sẽ hỗ trợ cho anh chị mình cái phần này là ra đường công cộng thành phần đường thành 4 m nha anh chị. Ô tô 4 chỗ 7 chỗ anh chị mình vào tới luôn. Đây nó dài chỗ vị trí đó là ô tô mình tới rồi nha anh chị. Đó, chủ sẽ đổ cái đường con đường đây nè, đó cặp cái miếng đất mình 4 m luôn. Rồi, cái thửa đầu tiên của mình là em lấy cái thửa phía trong cùng nha anh chị. Có bề ngang mặt tiền là tổng diện tích là 621 m2, bề ngang mặt tiền của mình á là 19 m4 nha, và chiều sâu xuống là khoảng 33 m. Trong đó có 100 m2 thổ cư. Thì anh chị mình nhân số tiền ra giùm em nha. Thì chủ kêu giá là 1.6 tỷ trên 1.000 m2. Rồi, cái thửa thứ hai thì có bề ngang mặt tiền là 30 m. Và chiều sâu xuống là một cạnh 46, một cạnh 48 nè. Thì cũng có 100 m2 thổ cư luôn. Và cái thửa số 3 là ngang là 30, hậu của mình 30 luôn nha. Và chiều sâu xuống là 48 m, đều vuông nhất luôn. Thửa số 3 là đẹp nhất nha anh chị. Thì có 100 m2 thổ cư luôn. Và cái thửa còn lại nha, cái thửa còn lại đó thì tổng diện tích là khoảng 1.148 m2, nhưng mà chủ sẽ chừa cái con đường đi ngay cái vị trí đó anh chị, thì mình thụt vô nha, khoảng 4 m. Thì anh chị mình đo đạt bao nhiêu thì mình tính tiền bao nhiêu nha. Với giá là 1.6 tỷ trên 1.000 m2. Đất mình sẽ quay về hướng đông bắc nha. Rồi em đi vào cái vườn dừa cho anh chị mình xem nha. Hiện trạng là trồng dừa nha anh chị, em thấy là rất là nhiều dừa luôn, đang cho trái nha anh chị. Đất cũng cao ráo nè, cao ráo sạch sẽ nha. Khu vực này thì đất nước ngọt nha anh chị. Anh chị mình có thể trồng sen canh nhiều loại cây ăn trái, xoài, bưởi, mít, mận nè, sầu riêng vẫn được ha anh chị. Ở đây là không có bị ngập lụt, nhiễm mặn, nhiễm phèn gì hết luôn. Điện nước wifi ở đây là có đầy đủ nha. Vườn này tại vì chủ ở xa bỏ không ha anh chị, nên nó mấy cây dừa nó hơi bị si. Anh chị mình về mình cải tạo canh tác lại nha. Em thấy có một vài cái ổi trên đất nữa nè. Và ống tưới tiêu này em nghĩ là không sử dụng được rồi. Có cây mít nữa nè anh chị. Đó, dừa, mít nè, xoài nè. Trong đất thì sạch sẽ ha anh chị, cao ráo nha. Mấy cái mương này cũng nhỏ anh chị thôi. Anh chị mình không thích trồng dừa, mình có thể đốn mình lắp lại luôn nha, cũng được. Mấy cái mương đó rất là nhỏ anh chị, không có rộng ha, không có tốn tiền bơm cát nè. Nhưng mà em thấy là dừa ở đây rất là sai trái nha anh chị, không có chăm sóc, không có người chăm sóc mà nó rất là sai trái luôn. Này là dừa sim ở lai nha anh chị. Anh chị mình nhìn xem cái buồng dừa đằng nẵng kìa, rất là sai trái luôn. Đất đẹp ha anh chị, vuông rất đẹp và sổ cũng đẹp nữa. Thì anh chị mình có quan tâm miếng đất này, mình có thể kết bạn Zalo số điện thoại bên dưới màn hình nha. Em sẽ gửi sổ chi tiết từng thửa cho anh chị mình xem. Thì em xin nhắc lại ha, đất mình có tổng diện tích là 4.335 m2. Thì chủ kêu giá là 1.6 tỷ trên 1.000 m2 nha. Đất sẽ quay về hướng đông bắc nè. Thì tại địa chỉ là xã Phước Thạnh thuộc thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang nha. Cách trung tâm thành phố chỉ có 3 cây số thôi, là mình vào siêu thị Wincom, trung tâm thương mại Wincom nha, chỉ có 3-4 cây số thôi. Trong đất thì em thấy có căn nhà nhỏ nên chị, cái nhà này chắc ở tạm quá, không ở được ha anh chị. Cái này là nhà gỗ ngày xưa. Rồi đó, đây là xung quanh cái vườn của mình nè.
anh chị mình có muốn mua mình để dành nè, hoặc mình mua mình xây nhà vườn nghỉ dưỡng á, ở đây thì cũng rất là thuận tiện ha. Ở Mỹ Tho mà kiếm 4.000 mét vuông đất như thế này thì cũng hiếm ha anh chị. Nhưng mà có sổ sẵn nữa nè, sổ riêng sẵn nè, 4 thửa luôn. Rồi thì mỗi thửa sẽ có 100 mét vuông thổ cư nha anh chị. À, cái thửa số 4 là cái thửa số 4 là cái thửa đang chuẩn bị cắt ra để làm đường anh chị, chưa có lên thổ cư ha. Cái thửa đó mình đo đạc bao nhiêu thì mình tính tiền bao nhiêu. Thì từ đất mình á anh chị, mình về thành phố Hồ Chí Minh á, ngay bến xe miền Tây đi ha, xa cảng miền Tây thì chỉ có khoảng 62 km thôi. Đất đẹp lắm anh chị ơi, vuông rất đẹp nha. Rồi anh chị mình quan tâm mình liên hệ số điện thoại bên dưới màn hình nha, để được đi xem và gặp chính chủ luôn, thương lượng giá cả. Cảm ơn anh chị đã theo dõi hết video của em ạ. Vừa rất là xa trái luôn.